Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán sỉ thế cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của bạn giàu sức khỏe và có nhiều công trong việc như cuộc sống. Một ngày tràn đầy năng lượng và tràn ngập tiếng cười. Thì ngày hôm nay mình có một siêu phẩm đến từ Hàn Quốc mang đến cho anh em, quý khách hàng của bạn được rất trong video ngày hôm nay. Một chiếc xe tải với thương hiệu là Kia K3000 phiên bản thùng kính đời của nó là đời 2009 nha anh em. Niên hạn sử dụng đến 2034. Nước sơn màu xanh, đầu cặp pin nước sơn màu xanh dương rất là bắt mắt. Vé số của anh là 93 đến từ Bình Phước. Một em xe tải nhỏ, gọn, xinh xắn, rất là đẹp nha anh em. Kia K3000 nha anh em. Thì xe này tải trọng cho phép cho hàng hóa là 1 tấn 1, phiên bản thùng dài 3m4, thùng kính. Chiều ngang là 1m6 50, và chiều cao là 1m7. Vỏ lớp với đường kính mâm, bánh phía sau là 13 inch nhỏ 5.5. Bánh phía trước lớn hơn nha anh em. Nói chung là dòng xe này bánh sau nhỏ hơn bánh trước, thùng lớp một lớp thôi. Thì nóc xe được dọn lại nhìn rất là đẹp luôn anh em. Đây là chính với mức giá mình đang dự kiến cho bán cho anh em, quý khách hàng của bạn là 190 triệu. Ra đi em Kia K3000 đời 2009 xịn sò như thế này. Khối lượng toàn bộ trong nó là 3,6 tấn, khối lượng bản thân là 2,3 tấn, thùng sơn phết và đã được làm một cái top tone mới rất là đẹp luôn. Nước sơn màu xanh dương rất là bắt mắt, nói chung là mọi thứ trên xe đều rất là hoàn hảo luôn nè, rất là tuyệt vời. Đời 2009 mà rất là đẹp rồi, rất là mượt mà như thế này. Xe này đã được dọn lại rất là đẹp, máy móc rất là ok, chạy rất là sướng. Kia K3000 đời 2009 nha nè. Thùng dài của nó là thùng dài 3m4, thùng kính có cửa hông. Như anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm mà lấy thử. Ra đi em nói với mức giá là 190 triệu, cụm đèn pha lô gen thiết kế dẫn nghe, đầu cabin phía trước dùng phuộc và nhíp nha anh em, dòng này sử dụng phuộc và nhíp, cổng tải rất là lớn luôn. Xe này cổng hơn 2 tấn 3-4 tấn rất là vivo luôn anh em. Đó, Kia K3000 nội thất rất là đẹp, đã được dọn làm đồng sơn vết lại tất cả mọi thứ, kính chỉnh điện có cửa trung tâm rất là đầy đủ, hai cánh cửa nước sơn của nó là nước sơn zin. Đầu cabin rất là mượt mà luôn, ghế bọc nỉ thôi nhưng mà cũng rất là đẹp, rất là mượt mà. Nội thất rất là rộng rãi, rất là thoải mái, rất là tuyệt vời luôn. Hộp số của nó 5 số tiến 1 số lùi. Nếu anh em thích cái mẫu xe tải Kia K3000 này, cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì cứ đưa nó về phục vụ đích kinh doanh mình đã bằng chuyển hóa của anh em, quý hàng của bạn. Kia K3000 đời 2009 nha anh em, kính chỉnh điện phát ở trung tâm rất đầy đủ luôn. 190 triệu ra đi em đó. Đó, rất là xịn sò, rất là đẹp như thế này. Nếu anh em thích cái mẫu xe tải nhỏ gọn xinh xắn như thế này, cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lấy thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì cứ đưa cho nói về phục vụ đích kinh doanh mình đã bằng chuyển hóa của anh em, quý hàng của các bạn. Vô lăng có sở lực rất là nhẹ nhàng. Nói chung tất cả mọi thứ trên xe đều rất là gọn, rất là xinh, rất là đẹp như thế này. Nó rất là gọn luôn em, rất là tuyệt vời. Một cái xe tải nhỏ gọn xinh xắn, cabin dạng lập, máy móc khung gầm bề thùng bọc rất là đẹp. Mọi thứ trên xe đều khá là tuyệt vời luôn. Vỏ lớp ga cũng còn rất là cao luôn. Đó, đời 2009 nha anh em. 1 tấn 1, cầu cũng rất là lớn, gầm rất là cao. Chung mọi thứ đều rất là đẹp và rất là xịn sò với mẫu xe này. Nếu anh em quen tay có mẫu xe này cứ đến đây xem xe trải nghiệm và lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đến đó về phục vụ đích kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em, quý hàng của bạn. Đấy, thùng bọng rất là đẹp luôn, rất là chắc luôn em, sàn sắt rất là dày, rồi rất là cứng cáp, khung xương sắc hợp, rất là cứng cáp, rất là tuyệt vời. Đấy, cảm ơn anh em, quý khách hàng của bạn đã luôn theo dõi cái video về báo giá những cập nhật liên tục tình hình những mẫu xe đến cũ với giá cả khác nhau của mình. Đó, nói chung là mọi thứ đều rất là ok luôn em, thùng rất là đẹp nha, cabin máy móc cũng còn rất là ok lắm. Máy này máy của Kia xài rất là sướng, dòng ra cơ cũng rất tiết kiệm nhiên liệu luôn, chạy rất là bền. Cái dung tích xe đình của nó là 2,9 lít, công suất là 67,5 kWh, hình cho 4.000 máy dầu phun kỳ bóng xe hẳn hàng. Đó, khung sexy, khung gầm, mọi thứ đều rất là chắc và rất là khỏe luôn. Nhưng mà rất là tuyệt vời với cái mẫu xe tải nhỏ gọn xinh xắn này. Cảm ơn anh em, quý hẹn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào hẹn gặp lại anh em, quý hẹn các bạn trong những cái video báo giá cập nhật liên tục tình hình giá cả xe cũ tiếp theo của mình.